Không, lên đi. Ai lên này nữa? Dạ, quên. Lời đầu tiên cho Đức Phúc xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của Giải trí 24 giờ, Giải trí 24 giờ của báo Tuổi Trẻ. Và hôm nay là chúng ta đang có mặt tại buổi họp báo ra mắt MV Còn Yêu Đâu Ai Rời Đi của Đức Phúc. Và thực ra là cái MV này nó cũng khá là nhiều cái điều đặc biệt mà em muốn chia sẻ. Tại vì nếu mà nói chính thức ra thì hôm nay cái sản phẩm Còn Yêu Đâu Ai Rời Đi này là sản phẩm cá nhân đầu tiên trong năm 2018 này mà do em tự đầu tư tất cả mọi thứ. Còn trước đó nửa đầu năm là những sản phẩm nhạc phim. Còn bây giờ là những cái sản phẩm cá nhân chính thức để trở lại với cái đường đua âm nhạc đây. Thì là cũng khá là nhiều cái kỷ niệm hay. Ca khúc lần này là của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận và phối khí của anh Đoàn Minh Vũ. Ekip quay là chị Đinh Hà Uyên Thư. Thì cái MV lần này và cả bài hát nữa thì nếu mà như mọi người có theo dõi thì vào khoảng ngày 13 tháng 9 là em có ra mắt một cái đoạn audio teaser, thì là cũng nhận được khá là nhiều những cái phản hồi rất là tích cực từ quý vị khán giả. Và em có em đọc được đa số rất là nhiều những cái comment cũng như là những cái bình luận nói lên cái cảm nghĩ về ca khúc. Thì rất là nhiều bạn và rất là nhiều người đã nói rằng là khi mà nghe một đoạn của ca khúc này thì đã thấy được có thể nhiều người sẽ thấy được mình ở trong ca khúc đó. Tại vì khi mà thu âm ca khúc này thì em cảm giác là em rất là đồng cảm với từng cái lời hát của ca khúc. Tại vì đây là ca khúc lần đầu tiên em hợp tác với anh Nguyễn Hồng Thuận, mà em không nghĩ là sáng tác của anh Nguyễn Hồng Thuận dạo gần đây lại rất là mới mẻ và cũng như là rất là sâu sắc như vậy. Nên là em cảm giác rất là phù hợp với rất là thích ca khúc này. Và nhớ cái hôm thu âm đến cái lời hai là lúc đấy là hơi rơm rớm nước mắt mà không hiểu là tại sao, kiểu tự dưng muốn khóc. Còn về để nói về đầu tư MV nhé, thì kiểu ngày xưa ấy, kiểu cứ đọc báo xem kiểu mọi người hay nói là kiểu đầu tư sản phẩm tiền tỷ. Không, lúc đấy em cứ nghĩ trong đầu cho em bảo chắc là nói linh tinh chứ làm gì mà đến tận tiền tỷ, nói quá lên chứ. Nhưng mà thực ra thì đúng thực bây giờ mình đã bắt đầu gọi là đầu tư gọi là một cách rất là chỉn chu và cũng như là rất là chân chính như vậy rồi, thì mình mới thấy được là cái câu mà mọi người nói trước đó là kiểu đầu tư em đi tiền tỷ là em nghĩ là bây giờ là có thật. Tại vì cái MV lần này em đầu tư cũng khá là kỹ lưỡng. Nên là chỉ hy vọng rằng là hiệu ứng của ca khúc Còn Yêu Đâu Ai Rời Đi sẽ thật là tốt để gọi là sao bù đắp lại hết tất cả những công sức của tất cả ekip đã bỏ ra, và cũng như rằng là những tâm huyết mà tất cả mọi người đã đóng góp cho ca khúc lần này và cũng như là MV Còn Yêu Đâu Ai Rời Đi. Giống như chia sẻ thì một cái khoảng thời gian rất là dài làm cái MV thì trước đó mình tham gia rất là nhiều game show, thì sao lý do là sao để chọn ra khúc này? Thực ra là không phải là Phúc chậm ra MV, mà là như Phúc đã chia sẻ ngay từ ban đầu là nửa đầu năm 2018. Theo như cái kế hoạch của cuối năm 2017 thì là nửa đầu năm 2018 là những ca khúc nhạc phim. Thì cũng đã có ra mắt những cái MV đó, nhưng mà lần này vào tháng 9 này là ra mắt sản phẩm Còn Yêu Đâu Ai Rời Đi là sản phẩm cá nhân đầu tiên mà do Phúc tự đầu tư tất cả mọi thứ để cho ra mắt một cái ca khúc này. Và như mọi người cũng có biết thì là khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng cuối tháng đầu tháng 9 vừa rồi thì là vừa mới kết thúc tờ debut nữa, nên là Phúc muốn để tập trung vào tờ debut xong xuôi rồi là bắt đầu là mình ra mắt cái sản phẩm âm nhạc này. Nhưng mà khán giả vẫn nhìn thấy Phúc là tham gia nhiều game show hơn là đầu tiên sản phẩm. Nhiều thì anh đến trên đầu ngón tay chứ em là em tham gia nhiều bao giờ. Em tham gia này Under Có Đây Rồi này, mà cái gì như Chớp Nhí này, gì nữa hết rồi, cái gì anh cái đến trên đầu ngón tay còn không hết được một bàn. Cái việc mà trở lại sau khi mà mình thay đổi sự kiện có khác gì khác hơn so với những
À dạ, thực ra thì là MV Ta Còn Yêu Nhau là hồi ra mắt ngày 20 tháng 10 năm ngoái thì cũng đã là thay đổi rồi, đã thay đổi cái ngoại hình rồi. Thì MV lần này là cũng chắc chắn là sẽ, đối với em luôn luôn muốn thay đổi bản thân và cũng như là luôn luôn muốn cái con đường sự nghiệp của mình sẽ ngày một phát triển hơn, thì chắc chắn rằng là em sẽ thay đổi và cũng như là sẽ phát triển từng ngày. Nên là sản phẩm lần này sẽ mới mẻ hơn và cũng như là sẽ làm một cái bước tiến mới hơn so với Ta Còn Yêu Nhau. Đó thì là cũng hy vọng rằng là tối nay 20 giờ MV sẽ ra mắt, thì là hy vọng mọi người sẽ đón nhận MV Còn Yêu Đâu Ai Giờ Đi để xem được sản phẩm đó như thế nào và cũng như là đồng cảm với bài hát. Cái kỳ vọng của mình trong MV lần này là gì? Thực ra rằng là kỳ vọng thì em cũng biết là hy vọng thì làm cứ mỗi lần mà làm ra sản phẩm là chỉ hy vọng là cái sản phẩm đấy được quý vị khán giả đón nhận. Em nghĩ đó là cái điều mà em mong muốn nhất, đón nhận và cũng như là ủng hộ sản phẩm đó. Sau sản phẩm này thì mình sẽ chia sẻ chút xíu về những cái dự định tiếp theo của mình. Về dự định tiếp theo là chắc chắn là sau sản phẩm lần này thì sẽ là những sản phẩm tiếp theo. Không có bật mí được cái gì nữa. Như cái lúc em bình thường này thì không lấy đâu, nhưng mà cứ toàn lấy cái lúc mà em cười ngoác cả mồm lên để làm thumbnail ấy. Thì chắc chắn là cuối năm nay sẽ cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc nữa. Và sản phẩm âm nhạc này cũng sẽ là hy vọng là sẽ đánh dấu và cũng là một cái hình ảnh thật là mới lạ của Đức Phúc. Phúc ơi, cho anh hỏi một chút là dạo gần đây thì cái hình ảnh của Phúc nó vẫn gắn liền với lại những bài hát ballad á. Thì cái khả năng của Phúc nhiều người nhìn nhận được là nó còn hơn là những bài hát ballad. Thì tại sao Phúc chưa thử với lại nhạc dance hay là những bài R&B hoặc là những bài hát mà nó mạnh mẽ hơn? Dạ, vâng. Dạ, đầu tiên là em cũng cảm ơn anh vì anh đã đánh giá cao năng lực của em. Mặc dù là thực ra em cũng đã có thử rồi đấy. Thì là em thấy em cũng khá là hợp nhiều thể loại nhỉ. Cũng hợp đấy. Thì là cũng để xem, nghĩa là chắc chắn đối với em, cái quan điểm của em, em là một nghệ sĩ trẻ và cái tuổi mình còn đang rất là trẻ và cũng như là cái sức trẻ, nói chung là mọi thứ mình đang rất là còn hừng hực đi, thì em chắc chắn là em sẽ thử hết, em sẽ gọi là thử sức hết với tất cả mọi thể loại âm nhạc, nhưng mà em vẫn phải biết được cái nào là thế mạnh của mình và quý vị khán giả thích mình ở những cái gì. Thì thì là cái sản phẩm ballad này, như em chia sẻ, đó là cái sản phẩm đầu tiên cá nhân trong năm nay, thì em vẫn muốn trở lại với một cái sản phẩm ballad là theo cái thế mạnh của mình. Và như em có chia sẻ là cuối năm nay hoặc có thể là trước Tết đầu năm sau thì sẽ là một cái sản phẩm mà thay đổi hình ảnh, thì đâu biết đâu đó nó có thể là một cái sản phẩm dance thì sao, đúng không? Đó thì em cũng rất là hy vọng. Thì Hút nghĩ sao khi mà người ta cho rằng là ví dụ như Eric hát nhạc dance thì nhảy rất là đẹp, còn Hút là khi mà hát nhạc dance thì rất là vui. Hút dance rất là vui. Ôi thực sự là nếu mà mọi người nghĩ là nhảy hát nhạc dance mà vui thì đó là một thành công, chứ hát nhạc dance mà buồn thì không thể thành công. Không, thì đó em nghĩ là nó rất là hài. Nếu mà nó hài thì làm chỉ một mình em làm như thế. Và vậy thì cái hình ảnh mà Phúc mà hướng tới là một nghệ sĩ hát nhạc dance nhưng mà không phải là điêu luyện nhưng mà sẽ là hài. Nó sẽ em nghĩ là hài hay không hài, vui hay không vui thì tất cả phải đem lại được một cái cảm xúc nhất định cho quý vị khán giả. Có thể là cảm giác vui khi xem cái MV đó, cảm giác cảm thấy phấn khích khi xem cái MV đó. Đó là em nghĩ đó cũng là một cái thành công đối với em nếu mà quý vị khán giả cảm thấy như vậy khi mà em ra một cái sản phẩm dance. Nhưng mà chắc chắn theo em là như này, cho dù là vui hay là hài hay là như thế nào thì chắc chắn em vẫn phải gọi là, thứ nhất là đầu tư rất là kỹ lưỡng, thứ hai là nghiêm túc với cái sản phẩm đó, chứ không thể nào mà nghĩ là làm hài nên là làm vớ làm vẩn được, không thể nào mà như thế được. Còn về cái bài mà Còn Yêu Đâu Ai Rời Đi á, thì cái ngày mà Phúc tung teaser là cộng đồng mạng đang dậy sóng lên câu chuyện tình của Kiều An Cát, thì mọi người thường hỏi là ủa rốt cuộc là câu chuyện tình cảm thì nó đi về đâu, thì cái tựa đề của bài của Phúc có đấy giống như là câu trả lời á, thì là ủa Kiều Nguyên Tuấn với các cuộc Còn Yêu Đâu Ai Rời Đi, thì vô tình nó lại là một câu chuyện khác. Thế có liên quan đến bài hát của Phúc, có thể Phúc có hay qua cái thông tin này chưa? Thực ra là em cũng tại vì cái đợt đó đúng là lúc đấy đang rất là lu bu nhiều thứ, em không đọc kỹ một thông tin nào cả, mà em lướt báo là em có thấy thôi chứ em không đọc. Thì nếu mà anh nói như thế thì em cũng thấy khá là bất ngờ. Nếu thế thì càng tốt thì sao? Thế thì kiểu mọi người nhắc đến mấy cái kia thì lại nhắc đến luật bài của mình. Chả sao. Em nghĩ như này này, khi mà mình đã nghiêm túc với sự nghiệp và mình đầu tư chỉn chu và cũng như là làm cái sự nghiệp chân chính như này này,
không scandal hay gì cả, thì em hy vọng là cái những cái đó mới là đến trên trái tim quý vị khán giả, và lúc đó quý vị khán giả sẽ đón nhận cái sản phẩm đó của em hơn, thay vì là em có thể làm những cái scandal để quý vị khán giả nhớ đến cái sản phẩm đó của em. Cái thời gian vừa qua khi mà Phúc ngồi ở ghế nóng của The Debut á, đã ra gây ra rất là nhiều những cái tranh cãi về khả năng làm huấn luyện viên cũng như là dẫn dắt thí sinh. Thì Đức Phúc nghĩ rằng sau khi kết thúc cái chương trình này rồi, thì Phúc cảm thấy cái khả năng làm huấn luyện viên cũng như là dẫn dắt của mình thay đổi như thế nào, và bạn có tự tin để còn tiếp tục ngồi vào cái vị trí này một lần nữa? Em nghĩ là em nghĩ là như này này, chắc chắn là khi đối với em cái lần đầu không thể nào mà thiếu sai sót, không thể nào mà thiếu những cái lần mà mình mắc lỗi được, nên là chắc chắn là khi em có được đặt một cái câu hỏi trước đó rồi là nếu mà có mùa 2 hay có được mời ở lần thứ 2 thì bạn có tham gia hay không, em trả lời rằng là nếu mà có thời gian chắc chắn em sẽ tham gia lại, tại vì khi mà có lần 1 để mình sai rồi thì có lần 2 mình mới sửa lại những cái lỗi sai đó, chứ nếu bây giờ để lần 1 xong rồi mình thấy sợ quá rồi, ôi bị chê nhiều quá rồi, xong rồi không có cái lần 2 để mình thay đổi, làm sao khán giả có thể thấy được cái sự thay đổi của mình và những cái sự rút kinh nghiệm của mình sau cái mùa 1, đúng không? Bây giờ cứ xong mùa 1 tôi sẽ rút kinh nghiệm, nhưng mà không tham gia mùa 2 thì ai biết rút kinh nghiệm kiểu gì. Thì em nghĩ là như thế, nếu mà có được mời em sẽ tham gia lại. Và em nghĩ rằng là khi mà em tham gia, ok, ở đây em trả lời nốt câu này, khi mà em tham gia cái đó và em đảm nhận cái vai trò gọi là một người bạn đồng hành và cũng như là cái người định hướng cho tất cả các bạn thí sinh trong chương trình và trong đội của mình nói riêng, thì em nghĩ rằng là em đã, thứ nhất là em học hỏi được từ các bạn cũng rất là nhiều, và em học hỏi được cái kinh nghiệm mà để hướng dẫn các bạn cũng khá là nhiều. Thì lý do vì sao mà em không lấy được những cái kinh nghiệm đó đã đúc kết từ mùa 1 để sang mùa 2 để làm cho các bạn tốt hơn và một cách chín chắn hơn. Em nghĩ là nếu có mùa 2 em sẵn sàng. Cảm ơn anh nha, cảm ơn mọi người.